chào quý vị và bà con nông dân. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, tức là giữa tháng 3 năm 2022, toàn thành phố đã gieo trồng được hơn 17.206 ha rau màu vụ xuân, trong đó riêng rau các loại đạt hơn 8.000 ha, còn lại là những diện tích hoa, cây cảnh, ngô, lạc, đậu đỗ hay khoai lang. Với điều kiện thời tiết những ngày này đang rất thuận lợi, giá rau xanh các loại ổn định, bà con nông dân các huyện, thị xã đều rất phấn khởi, tiếp tục mở rộng diện tích canh tác rau màu vụ xuân, vượt kế hoạch đề ra. Các địa phương có diện tích rau màu vụ xuân tăng cao, tập trung tại các huyện như là Mê Linh 2.500 ha hay Phúc Thọ 1.000 ha. Tuy vậy, trước diễn biến thời tiết tháng 3 là tháng giao mùa, thời tiết còn có sự thay đổi liên tục. Để đảm bảo chăm sóc cho rau màu vụ xuân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội khuyến cáo bà con nông dân các địa phương cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tập trung bón thúc, vun sới, tưới tiêu phù hợp để rau màu sinh trưởng, phát triển, tập trung phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Trở lại với thông tin thời tiết, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ do vẫn đang chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh lệch đông, đưa gió đông nam ẩm vào đất liền. Do vậy trời nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm, thậm chí đêm nay sáng mai trời còn nhiều mây, có lẫn mưa nhỏ lác đác. Sang hai ngày tới là ngày 19 và 20 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, trời vẫn nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm. Tuy nhiên tình trạng mưa nhỏ sẽ giảm dần, trong ngày trời có nắng. Mức nhiệt ngày đêm vì thế sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày, cao nhất từ 25 đến 28 độ, trời ấm. Còn đối với khu vực Tây Bắc Bộ trong 3 ngày tới, cùng với sự hoạt động và mở rộng của vùng áp thấp phía Tây, nên tại đây sẽ xuất hiện nắng nhiều hơn so với khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt vì vậy sẽ cao hơn, phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ, có nơi đạt 28 đến 30 độ. Theo lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.